Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá cả thị trường phân bón ngày 29 tháng 4, 2024, giá phân bón đi ngang, giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 đã giảm mạnh sau khi khá ổn định trong hơn 6 tháng qua. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 408-502, Phú Mỹ 408-500, Bình Điền 407-501, Ninh Bình, Trung Quốc dao động từ 460-500 ngàn, ure Indo hạt đục, ure Malaysia hạt đục và ure Brunei hạt đục dao động từ 460-500 ngàn đồng. DAP Hồng Hà Xanh 950 ngàn đến 1 triệu, DAP Trung Quốc nâu 64% và DAP Trung Quốc vàng 64% đều dao động từ 803-806, Đình Vũ 750-800, Đức Giang vàng 64% 760-709. DAP Nga đen 64% 803-806. DAP Nga xanh 64% 803-806. DAP ba con cò 1 triệu-1,1 triệu. Hàn Quốc đen 1,1 triệu-1,2 triệu. DAP xanh Tường Phong 804-808. Cali, Cà Mau 803-807, Phú Mỹ 803-806. Ba con cò 850-808. Kali Miễn Cà Mau 506-509, Kali Belarus bột 406-409, Israel hạt Miễn 502-506, Israel hạt Nhuyễn 406-409, Israel trắng 504-508, NBK 16-168, Bình Điền 606-609, Cà Mau 607-701, Phú Mỹ 606-609, ba con cò 850-900. Việt Nhật 650-609, Saramila Complex 12-11-18, 603-608, giấy bào 25 kg, Hàn Quốc 16-168+9S 600-650, 16-168TE Việt Nhật 720-750, NBK 20-20-15, ba con cò 807-901, Bình Điền 850-808, Song Danh 808-902, NBK 20-20-15TE, Bình Điền 1.050.000 tới 1.1 triệu, Phú Mỹ 1 triệu-1.050.000, Phân Lân, Xích Bê Lân, Long Thành 204-206, Lân Văn Điển 209-302. Ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, Ure Cà Mau 504-507, Phú Mỹ 503-506, Bình Điền 504-507, Ure Hà Bắc 502-506, Ninh Bình Trung Quốc 502-506, DAP Hồng Hà Xanh 1.050.000 tới 1.1 triệu, DAP Trung Quốc nâu 64% và DAP Trung Quốc vàng 64% đều có giá 803-806, Đình Vũ 720-706. Đức Giang vàng 64% 706-709, Nga đen 64% 803-806, DAP Nga xanh 64% 803-806, ba con cò 1 triệu-1,1 triệu, Hàn Quốc đen 1,1 triệu-1,2 triệu, NBK 20-20-15TE Bình Điền 975-1,050.000, 20-20-15 Bình Điền 806-900, 20-20-15 ba con cò 809-902, 20-12-7TE Bình Điền 900-950, 18-86 Việt Nhật 802-804, 18-86TE Việt Nhật 803-808, 16-8-14-12S Việt Nhật 850-900, 16-88 Phú Mỹ 708-802, 15-5-10-14S Lào Cai 508-602, 20-12-7TE Bình Điền 900-950, 19-16 Sông Danh 709-850, 20-66 Ninh Bình 707-802, 13-13 Lâm Thao 708-803, 16-8-16 Phú Mỹ 403-408, 16-88 Lâm Thao 800-850, 12-5-10-14S Lào Cai 508-602,
15 năm 20 song danh, 750-800. Phân lân văn điển giá 300-330. Lân lâm thao 300-330. Lân đen dao động từ 250-290. NBK 16-168 Bình Điền 690-730. Cà Mau và Phú Mỹ 608-720. Ba con cò 890-920. Việt Nhật 670-700. Hà Lan 700-750. Philip Korea 806-900. 16-168 TE Philip Korea 806-900. Cali, Cà Mau 803-807, Phú Mỹ 803-806, ba con cò 850-808, Cali Miễn Cà Mau 508-601, Belarus bột 408-502, Israel hạt Miễn 504-508, Israel hạt Nhuyễn 408-502, Israel trắng 550-509, SA Nhật 401-450, Trung Quốc 450-408, Đài Loan 402-407. Ở khu vực miền Trung, Ure, Cà Mau 550-508, Phú Mỹ 504-507, Bình Điền 550-508, Hà Bắc 503-507, Ninh Bình 502-506, Trung Quốc 504-508. DAB Hồng Hà Xanh 1.050.000-1.100.000, Trung Quốc nâu 64% và Trung Quốc vàng 64%, 803-806, Đình Vũ 720-706, Đức Giang vàng 64%, 706-709, Nga đen 64% và Nga xanh 64%, 803-806, ba con cò 1.000.000-1.100.000, Hàn Quốc đen 1.100.000-1.200.000. NBK 20-20-15 song danh 906-908, song hương 1.030.000-1.050.000, đầu trâu 907-1.050.000, bông lúa 904-908, ba con cò 906-909. NBK 16-168 Bình Điền 609-703, Cà Mau và Phú Mỹ 608-702, ba con cò 809-952, Việt Nhật 607-700. Hà Lan 700-750. NBK khác 16-88 Phú Mỹ 801-850. 15-5-10-14S Lào Cai 506-601. 20-12-7TE Bình Điền 900-950. 19-16 Sông Danh 790-850. 20-66 Ninh Bình 609-702. 13-13-13 Lâm Thao 708-803. 16-8-16 Phú Mỹ 707-800. 16-88 Lâm Thao 802-804, 12-5-10-14S Lào Cai 508-602, 15-5-20 Sông Danh 708-802, 20-5-5 Bình Điền 700-704, 17-19-9 TE Phú Mỹ 809-904, 18-4-22 TE Bình Điền 907-1.010.000, 17-7-18 TE Cà Mau 804-808, 17-7-17 TE Cà Mau 850-808, 17-15-9 TE Phú Mỹ 803-807. Phân Cali, Cà Mau 803-807, Phú Mỹ 803-806, ba con cò 850-808, Canada Miễn 602-650, Cali Miễn Cà Mau 508-601, Belarus Bột 408-502, Israel Hạt Miễn 504-508, Israel bột 408-502, Israel trắng 550-509, phân lân Lâm Thao 250-209, Lào Cai 204-208, Vân Điển 250-209, phân Murray Cà Mau 507-600.000, Phú Mỹ 506-509, Bình Điền 506-509, Murray Hà Bắc 507-600, Ninh Bình 550-509 và Trung Quốc là 507-509. DAB Hồng Hà Xanh 1.050-1.100.000. Trung Quốc nâu 64%, Trung Quốc vàng 64%, 803-806. Đình Vũ 702-706. Đức Giang vàng 64%, 706-709. Nga đen 64% và Nga xanh 64%, 803-806. DAB ba con cò 1.000.000-1.100.000.
NBK 13-13-13T Bình Điền 806-809, 16-68 Việt Nhật 802-850, 16-16-8TE Việt Nhật 806-809, 16-16-8 Ba Con Cò 809-902, 16-16-8 Phú Mỹ 802-850, 16-16-16 Ba Con Cò 803-808, 16-16-8 Lộc Điền 603-609, 16-88 Phú Mỹ 800-804, 16-88 Lâm Thao 801-850, 16-8-16 cộng 4S Lâm Thao 804-808, 16-88 cộng 9S Lâm Thao 804-808, 15-15-15T Amoni 406-408 bao 25kg, 16-16-16 Chaban 502-508 bao 25kg, 12-5-10 Lộc Điền 500-507, 16-88 cộng 9S 803-808, 13-13-13 Lâm Thao 504-508, 20-20-15 Sông Danh 1 triệu-1 triệu 050, 20-20-15TE Bình Điền 1 triệu 050-1 triệu 1, Lân Lâm Thao 207-301, Lân Lục Điền 209-304, Cali Cà Mau 650-608, Phú Mỹ 507-509, Hà Anh 507-610, Con Cò 607-609, Cali Miễn Cà Mau 508-610, Cali Belarus Bột 408-502, Cali Israel Hạt Miễn 504-508, Israel Hạt Nguyễn Bột 408-502, Cali Israel Trắng 550-509. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.